không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng vô minh của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng bốn tịnh lự của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng bốn vô lượng, bốn định vô sắc của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng bốn niệm trụ của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải thoát không của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng Bồ Thí Ba La Mật Đa của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng năm loại mắt của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng sáu phép thần thông của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng mười lực Phật của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành cái không nổi của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành cái không ngoại, cho đến cái không không tánh tự tánh của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn tịnh lự của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn vô lượng bốn định vô sắc của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn niệm trụ của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn giải thoát không của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành Bố Thí Ba La Mật Đa của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành năm loại mắt của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành sáu phép thần thông của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành mười lực Phật của Như Lai ứng chánh đẳng giác không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng tu hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng của Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực của vô vi giới trong hữu vi giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của hữu vi giới trong vô vi giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, đều không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ý nghĩa đích thực của pháp nào là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Phật bảo, thiện hiện ý nghĩa đích thực của sắc là vô sanh, vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của thọ tưởng hành thức là vô sanh, vô diệt, cho đến vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được.
Thiện hiện ý nghĩa đích thực của nhãn xứ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của sắc xứ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của thanh hương vị xúc pháp xứ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của nhãn giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của nhĩ giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sinh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của tĩ giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của thiệt giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của thân giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của ý giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của địa giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của thủy hỏa phong không thức giới là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của thánh đế phổ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của thánh đế tập diệt đạo là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của vô minh là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của bốn tịnh lự là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của bốn niệm trụ là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát không là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của bố thí ba la mật đa là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của năm loại mắt là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của sáu phép thần thông là vô sanh vô diệt, cho đến vô nhiễm vô tịnh,
không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện ý nghĩa đích thực của 10 lực Phật là vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực của 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, là vô sanh vô diệt cho đến vô nhiễm vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của các pháp như vậy là vô sanh vô diệt, vô tác, vô vi, vô đắc, vô thủ, vô nhiễm, vô tịnh, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thọ tưởng hành thức không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhãn xứ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc xứ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhãn giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của nhĩ giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của tỷ giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thiệt giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thân giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của ý giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của địa giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thủy hỏa phong không thức giới không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.
Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thánh đế khổ, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của thánh đế tập diệt đạo, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của vô minh không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn tịnh lự không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn vô lượng, bốn định vô sắc không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn niệm trụ không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp môn giải thoát không, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bố thí Ba La Mật Đa không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của năm loại mắt không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của sáu phép thần thông không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của mười lực của Phật không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Lại nữa, thiện hiện như ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của ngã không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì ngã chẳng có nên ý nghĩa đích thực về tướng rốt ráo thanh tịnh của hữu tình, dòng sinh mạng, sự sanh, sự dưỡng, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, người do người sanh, ngã tối thắng, khả năng làm việc, khả năng khiến người làm việc, khả năng tạo nghiệp, khả năng khiến người tạo nghiệp, tự thọ quả báo, khiến người thọ quả báo, cái biết cái thấy, không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Vì hữu tình cho đến cái thấy chẳng có, nên Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Đại Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy. Thiện hiện như ý nghĩa đích thực của sự tối tăm, khi mặt trời mọc không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán ý nghĩa đích thực của Bồ Tát không có sở hữu, chẳng thể nắm bắt được, cũng như vậy.